Đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu cái căn 59m2. Thì đây là cái mặt bằng của cái căn này. Chúng tôi gọi đây là cái dòng sản phẩm best seller của chúng tôi. Thì các bạn sẽ thấy ở đây là với cái diện tích là 59m2 á, thì chúng tôi sẽ bố trí được hai cái phòng ngủ, nhưng mà gồm có hai cái vệ sinh, có cái khu giặt phơi đồ riêng liên thông với cả cái bếp. Đó. Ở đây đặc điểm một cái mẫu sản phẩm này của chúng tôi là chúng tôi tiết kiệm cái diện tích, không có làm cái phần ban công để cho cái phần phòng khách nhà nó được rộng rãi hơn. Và có một điều thú vị, các bạn sẽ thấy được rằng khi mà ngồi ở những cái tầng cao mà các bạn ngồi ở cái vị trí phòng khách này, khi không có ban công, các bạn rất là dễ dàng quan sát được với cái cảnh quan ở ngay phía bên dưới, nó sẽ không bị vướng cái ban công. Còn các cái khu vực dành cho như kiểu máy giặt này, treo những cục nóng của điều hòa nhiệt độ là chúng tôi đã đưa hẳn về một cái khu này. Các bạn sẽ không có lo bị ở ngoài ban công này có những cái cục nóng cho treo vào đó. Bây giờ chúng ta cùng vào xem cái căn mẫu nha. Vâng, thì điều đầu tiên là tôi sẽ xin giới thiệu về những cái chi tiết ngay tại cái lối cửa ra vào này. Thì đây, cái sản phẩm bàn giao của chúng tôi sẽ là cái mẫu cửa Galaxy chống cháy, cửa bằng thép. Và có cái được dán cái vân veneer như này. Có một màu sắc rất là trung tính, nhẹ nhàng, gắn với khóa Yale của Hoa Kỳ hoặc Hafler tương đương. Thì cái cửa này có kích thước là cao 2m4 và rộng 1m, và rất là thuận tiện trong chuyện chúng ta đem những cái đồ đạc vào. Ở ngay cái khu vực sảnh như thế này thì là chúng tôi sẽ có thiết kế những cái hốc để mà các bạn có thể để được những cái khu vực tủ giày như thế này. Ở đây là chúng tôi sẽ demo như vậy là những cái khu vực cất giày, kệ giày, và đây sẽ là cái nơi mà có cái bảng điện tổng cũng giấu ở trong những cái tủ như thế này. Ở đây thì các bạn sẽ cũng thấy là chúng tôi cũng sẽ bàn giao một cái hệ thống video call của ABB Thụy Sĩ. Trong các cái căn mẫu này thì các bạn cũng thấy là các cái nhà mẫu bàn giao thì chúng tôi sẽ không có thiết kế những cái cửa gắn liền vào đây để cho chúng ta thuận tiện khi vào tham quan. Tất nhiên là khi bàn giao chúng tôi sẽ có bàn giao những cái cánh cửa. Ví dụ cái cửa của các cái nhà vệ sinh sẽ được bàn giao là cửa nhựa với những cái màu sắc nó tiềm như thế này, với cái khung cửa như đây. Thì đây là một cái phòng vệ sinh đầu tiên dùng chung, và chúng tôi sẽ bàn giao với các cái thiết bị tiêu chuẩn như là bàn cầu một khối của Hafler, bồn rửa cùng với vòi, kiếng thủy gắn tường và y chang như thế này. Và những cái chúng tôi sẽ bàn giao cho các quý vị. Và phía bên đây thì sẽ là cái khu vực tắm đứng, cũng có thiết bị vòi sen của Hafler. Thì ở đây làm mẫu thì chúng tôi cũng không có gắn cái cánh cửa để mà dễ dàng qua lại và khi cho các bạn tham quan. Nhưng khi bàn giao thì chúng tôi sẽ có những cái cánh cửa gắn vào đây. Và đặc biệt có những cái chi tiết ở sàn như thế này là chúng tôi cũng đang rất là nghiên cứu để làm sao các bị không có bị trơn trượt này, vấp té này. Thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất là kỹ. Hoặc là có những cái mục như thế này để mà khi chúng ta có thể đặt để đồ và kết hợp để gác chân lên khi mà chúng ta sẽ có những cái thao tác khi mà chúng ta tắm rửa. Vào trong cái phòng này thì đầu tiên là cái khu vực sinh hoạt chung ở đây. Thì các bạn sẽ thấy là một cái không gian rất là rộng rãi dùng để là cái nơi có thể bố trí những cái bàn ăn. Thì đây chúng ta đang hình dung là một cái diện tích, căn diện tích này 59m2 dành cho hai vợ chồng trẻ, có thể là có 1 đến 2 bé. Thì ở đây là một gia đình 4 người và chúng tôi sắp xếp ở đây để thấy được cái sự tiện nghi và cái sự công năng nó cũng rất là liên hoàn và hợp lý. Ví dụ đây là hệ thống kệ tủ, các bạn có thể decor trang trí những cái đồ vật yêu thương của gia đình. Còn nếu mà thiên về nội trợ thì chúng ta có thể bày thêm những cái đồ như cái khu vực pantry và đây bố trí tủ lạnh. Với cái tủ lạnh và kích thước như thế này tôi nghĩ là cũng đã phù hợp với những cái gia đình trẻ. Và cái khu này nó liên thông trực tiếp với cái khu bếp ở đây. Ở cái concept này chúng tôi là thiết kế với cái phong cách là bếp nửa kín nửa hở. Nửa kín ở đây là sao? Là nó được khuất vào một góc so với khu vực phòng ăn. Chúng ta có thể bày biện rất là nhiều thứ, rồi ở đây chúng tôi cũng bàn giao cái phần tủ phía bên trên này cùng với những cái quạt hút như Hafler,
rồi bếp hồng ngoại cũng Haffler. Riêng cái lò nướng này thì chúng tôi không bàn giao, mà chúng tôi sẽ để một cái khu hốc ở đây để cho các quý vị có thể đầu tư tùy theo ý. Thì có thể chúng ta bỏ microwave vào đây, hoặc chúng ta cũng mua sắm một cái lò như thế này. Cái này sẽ không nằm trong cái phần bàn giao của chúng tôi. Nhưng cái phần bàn giao này là bằng đá granite màu đen. Thì theo như là những cái sự nghiên cứu cũng như là những cái sản phẩm trước đây của chúng tôi đã bàn giao cho các cư dân ở các dự án khác, thì chúng tôi nhận thấy rằng cái đá granite đen như thế này thì nó sẽ bền, nó sử dụng nó tốt hơn. Ở đây trên thị trường có thể có những số một số những cái dòng sử dụng solid surface là sử dụng, thì chúng tôi cũng đã thay đổi rồi. Chúng tôi thấy là cái đá tự nhiên màu đen granite này là nó bền bỉ nhất và nó phù hợp nhất cho chúng ta khi sử dụng. Đó, thì toàn bộ cái khu vực này là chúng tôi sẽ bàn giao cho các quý vị, ngay cả cái thiết bị vòi đây của Haffler là cũng kéo ra kéo vào được. Đó. Cùng với cái bồn inox 304 hai ngăn như thế này. Thì rõ ràng là cái phần bếp nửa kín nửa hở này nó có rất là thuận tiện, đặc biệt cho các bà nội trợ, vì nó liên thông ngay lập tức ra cái khu phía bên ngoài này, phòng giặt đồ. Thì các bạn có thể, đây là theo gợi ý của chúng tôi, có thể bố trí những cái máy vừa giặt vừa sấy 2 trong 1. Bên cạnh đó là những cái tủ để cất những cái khăn. Và chúng ta thiết kế với cái độ cao đấy, nó vừa bằng với cái bộ cửa sổ như thế này, là rõ ràng là vẫn lấy được cái ánh sáng vào trong cái phòng ngủ thứ hai này. Ngoài ra nó vẫn có đủ rộng ở đây để chúng ta có thể bố trí, trang trí thêm những cái khác để cho cái không gian cho các cái bài nội trợ trở nên nó phong phú, nó không bị nhàm chán. Và chúng ta có thể lắp đặt là gì? Có những cái dàn phơi thông minh nè. Đó. Và như thế là chúng tôi sẽ sử dụng được cái tiện ích này, nó rất là đa dạng và nó trở nên dễ thương hơn cho cái khu vực như thế này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu với các quý vị và các bạn cái khu vực không gian, cái phòng sinh hoạt chung, nó gồm có khu vực phòng ăn và phòng khách ở đây. Thì đây là một cái không gian dành cho gia đình 4 người, 2 vợ chồng trẻ cùng với 2 em bé. Thì các bạn thấy ở trên thị trường hiện nay nó có rất nhiều những cái mẫu bàn mà chúng ta có thể thay đổi được cái kích thước, những cái độ dài, thì chúng ta có thể mua sắm những cái loại đó để trang bị cho cái không gian của chúng ta. Khi mà có khách tới, chúng ta có thể kéo extend được ra và ngồi trên 6 người. Và như vừa nãy tôi có chia sẻ thì cái mẫu sản phẩm này của chúng tôi là chúng tôi đã tiết kiệm tối đa cái diện tích phần ban công, mà nó không có diện tích ban công, và để ưu tiên dành cho nó thành cái phòng khách. Thì ưu điểm của cái không gian mà không có cái ban công thì các bạn cũng sẽ biết được rằng với cái hệ thống cửa mà chúng tôi sẽ được thiết kế là cao 2m4 và xuống cách sàn chừng có độ khoảng 10cm như thế này. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái phần lan can cao 1m4. Đó. Và hệ thống cửa lùa này chúng ta có thể lùa được sang hai bên như thế này để vẫn đón được gió tươi vào. Thì khi mà chúng ta ngồi, giống như chúng ta đang ngồi ở cái khu vực phòng khách như thế này đây. Đó. Và chúng ta ngay cái kề cận cái ban công và cái lan can và cái cửa kính ở đây, là chúng ta rất là dễ dàng quan sát, nhìn được ngay xuống những cái khu vực hồ bơi, những cái tiện ích khác khi mà chúng ta mua những cái căn hộ ở trên cái tầng cao. Đó. Thường thì mọi người cũng không có để ý cái chi tiết này. Nhiều khi là những cái phần ban công nó rộng 1m4 ở 1m2 á, nhưng mà khi mà chúng ta mua những cái căn hộ mà trên những cái lầu 19-20 thì chúng ta ngồi đây ấy, trong nhà mà chúng ta không quan sát ngay lập tức được ra những cái cảnh quan ở ngay phía dưới. Thì đây là một cái mà tôi cũng chia sẻ để các bạn khi mà chọn những cái mẫu căn hộ, các bạn lưu ý những cái chi tiết như thế này. Thì cái bài trí này cũng rất là đơn giản và thoáng, thì tất nhiên là tùy theo cái nhu cầu của gia đình của mỗi các bạn thì chúng ta sẽ chọn cho mình những cái mẫu mã cũng như cái ngôn ngữ nó phù hợp. Cái mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây tức là những cái khoảng diện tích và những cái kích thước này thì đã được cân đo đong đếm để nó làm sao được cái tổng thể của chúng ta nó phù hợp với tối tiền cho cái tổng cái giá trị sản phẩm. Nhưng mà khi mà đặt để vào các không gian này thì nó vẫn là hoạt động works rất là well. Okay. Và tiếp theo đây thì các bạn sẽ cùng tham quan cái căn phòng master. Phòng master thì là một cái phòng ngủ chính và sẽ có liền kề là một cái phần khu vực vệ sinh riêng. Đó. Thì ở đây những cái mẫu mã về cửa sổ rồi cũng như là các cái kích thước độ cao này thì chúng tôi cũng đã làm mẫu như y chang, cái này sau này sẽ bàn giao.
thì chúng ta sẽ thấy được là đây, cái phần bậu cửa sổ này được thiết kế chừng 60 cm. Khi mà chúng ta nằm ở trên giường ấy, chúng ta nhìn ra, chúng ta vẫn nhìn cái cảnh quan, nó không có bị mí. Còn đây là cái phần đố kiếng cao 1m4, thì cái này là theo tiêu chuẩn rồi, theo tiêu chuẩn nhà cao tầng đó. Và nó sẽ có một cái phần ô kiếng có thể mở ra được để mà lấy đó, lấy gió đó. Thì đây cái phòng như thế này, thì tôi nghĩ với cái kích thước như thế này và có thể bố trí những cái gợi ý, đây là cái phần tủ quần áo này đó, thì chúng ta có thể những cái thiết kế những cái mẫu, những không gian mở như thế này đó, là rất là phù hợp trong một cái gia đình trẻ. Và kế bên cạnh đây thì là cái phòng vệ sinh của cái căn master này, thì cũng theo như cái mẫu ở ngoài phòng phía trước, thì đây là những cái chuẩn bàn giao của chúng tôi, thiết bị vệ sinh là Hafler đó, bàn giao y chang như thế này, cũng sẽ có một cái kiếng thủy gắn tường sẵn như đây đó. Và đặc biệt là ở cái mẫu sản phẩm này của chúng tôi ấy, thì cái phòng vệ sinh của phòng master bedroom này thì có một cái cửa sổ để thông gió, gió đối lưu đó, để làm cho không khí nó luôn luôn được thoáng thoát ra ngoài, cái khí ẩm có thể nó thoáng ra ngoài đó. Vậy là chúng ta đã tham quan xong là cái phòng master bedroom. Vậy còn cái phòng ngủ cuối cùng, cái phòng ngủ thứ hai, thì bây giờ chúng tôi ở đây cũng có làm gợi ý một cái sắp xếp dành cho các cái bé. Thì tôi cũng nói thì cái căn này nhắm tới cái đối tượng gia đình trẻ, hai vợ chồng và hai em bé. Thì trong trường hợp đây là chúng tôi làm mẫu là một cặp bé gái sinh đôi, thì có những cái thiết kế như thế này. Tất nhiên trẻ con thì chúng lớn rất là nhanh, thế nhưng mà với những cái mẫu mã thiết kế như thế này thì tôi nghĩ chắc cũng phải xài được khoảng 3-4 năm gì đó cho các bé. Và đâu đó thì khi mà lớn thì chúng ta sẽ lại chuyển đổi cái công năng này thành những cái không gian khác, có thể nó một cái mẫu mã nó cũng thời trang hơn. Hiện nay các bé thì cũng rất là thời trang đó. Thì các bạn sẽ thấy đây cái cửa sổ của cái phòng này thì nó nằm ở cái góc như đấy, nó vẫn đảm bảo lấy được khí gió tươi và ánh sáng vào trong cái phía bên này. Và khi mà chúng ta thiết kế ở đây thì chúng ta có thể khéo léo chọn những cái màu sắc nó nhẹ nhàng, tươi trẻ, nó không có phải là loè loẹt nha, cái sự loè loẹt nó lại khác này. Còn những cái màu, nhiều màu sắc nhưng mà được thiết kế rất là êm và nó có một chút trí tuệ ở đây, thì các bạn sẽ thấy cái công năng này nhìn rất dễ chịu với cái ánh sáng đèn như thế này thì rất là dễ thương đó. Và xin cảm ơn tất cả các bạn. Thì như vậy là chúng ta đã đi xong một cái mẫu đầu tiên.